Cô Uemura phải ra quyết định khó khăn. Então, eu tenho a proporção de toda a família daqui, né? Nós temos 110 alunos, então a gente atinge. Tôi phải nghĩ đến 110 học sinh cùng với gia đình của các em. Thông tin mà tôi đưa ra lan truyền trên mạng xã hội. Tôi phải chịu trách nhiệm về điều này. Lúc đó, cô thấy một người bạn Nhật vẫn đang trên mạng. Người bạn tên là Nakajima Hiro, phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha, cũng sống trong tỉnh. Cô Uemura trước đó rất là tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu quốc tế trên địa bàn, với hy vọng là cư dân người Nhật có thể hiểu thêm về văn hóa Brazil. Cô Nakajima là một trong những người mà cô kết bạn được qua các hoạt động này. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi, nhưng biết bạn còn thức, thế là cô Uemura liền gọi cho bạn. Tốt quá, cô ấy có thể nói tiếng Bồ Đào Nha. Vậy thì cô bạn Nakajima nói sao? Cô Nakajima nói là vẫn có thể xảy ra lụt vì dù chỗ của cô Uemura tạnh mưa rồi, nhưng nếu mưa trên thượng nguồn thì nước sông sẽ dâng. Cô Nakajima nói rằng cô Uemura đã hiểu đúng thông báo của thị trưởng. Vậy là người Nhật ở địa phương có thể chứ biết. Lúc đó đã là hơn 2 giờ sáng. Qua mạng xã hội, cô Uemura hối thúc các gia đình học sinh sơ tán đến trường. Cô cũng chạy vội đến trường và chuẩn bị để dùng trường làm điểm lánh nạn. Rất may là con sông đã không bị vỡ đê. Nhưng cô Uemura nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Algo que eu acho muito importante é termos contatos com japoneses, temos amigos japoneses. Điều quan trọng là tương tác với người Nhật trên địa bàn một cách thường xuyên và kết bạn với họ. Nếu có gì xảy ra, tôi tin chắc là họ sẽ đến giúp. Cô ấy nói rất đúng. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu có bạn bè người Nhật biết cái đặc điểm của thiên tai trong vùng và hiểu ngôn ngữ của mình nữa thì sẽ rất yên tâm. Vâng, giáo sư Shaw nói rằng từ hành động của cô Uemura, chúng ta có thể rút ra hai điểm quan trọng đối với người nước ngoài khi phải đối mặt với thiên tai. Một là, Thứ nhất là phải kịp thời nắm được nhiều nguồn tin. Có nhiều nguồn thông tin, ví dụ nhà nước thì có thông báo của cục khí tượng hay là của chính quyền địa phương. Còn tư nhân thì có thông tin trên mạng xã hội hay là thông tin từ bạn bè của chính chúng ta. Điểm thứ hai là hàng ngày tương tác với người dân Nhật trên địa bàn. Truyền thông lớn thì khó cung cấp được thông tin chi tiết về từng địa phương được. Quan trọng là giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi có thảm họa. đó cũng là bí quyết cho mọi người trên toàn thế giới, những ai sinh sống ở nước ngoài. Mong rằng chúng ta có thể tương tác với nhiều người để không ai bị bỏ lại vì thiếu tin tức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình BOSAI ứng phó thảm họa. Chủ đề hôm nay là khó khăn và giải pháp để người nước ngoài có được tin tức chính xác khi xảy ra thảm họa. Kết thúc chương trình với các bạn nghe bài hát Sakura Hoa Anh Đào do nhóm Kitsuneishi trình bày.
Chương trình Vô Sai ứng phó thảm họa đã được phát sóng lần đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái tạm biệt các bạn. Bản tin 91. Chúng ta lại cùng tiếp tục cập nhật những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin 91. Thưa các bạn, người dân Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hiếm gặp mang tên là nhật thực hình khuyên với độ che phủ lớn vào ngày 21 tháng 6 tới. Trong các loại nhật thực thì nhật thực hình khuyên được coi là đáng chú ý hơn cả vì chu vi của nó lặp lại mất thời gian khá lâu. Tổng công ty đường sắt Hà Nội dự kiến lỗ hơn 300 tỷ đồng trong năm nay. Riêng doanh thu hành khách giảm tới 68%. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm đường sắt Hà Nội phải dừng gần như toàn bộ chạy tàu, đặc biệt là tàu khu đoạn. Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác nhận vụ việc bạo lực học đường vừa xảy ra tại địa bàn. Sau khi nắm thông tin, công an đã làm rõ nhóm học sinh đánh nhau, còn người tung video lên mạng xã hội đang tiếp tục được xác minh, đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán. Thành phố Bắc Kinh đang huy động tất cả các nguồn lực để đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 cho các cộng đồng dân cư. Hiện thành phố Bắc Kinh đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm cho những người có nguy cơ cao nhất. Chúng tôi cũng xin gửi tới một số những thông tin giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Tại thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn là km 209 địa phận Thường Tín, có xe máy di chuyển giữa đường rất nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội. Trên cầu Thanh Trì thì có một xe tải gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển hướng đi quốc lộ 5 chú ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả đã gửi tin về cho chương trình. VOV giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Cuộc sống vút qua rất nhanh,